hai thanh niên sợ cứng người vì thám hiểm trúng ngôi nhà bị ma ám. Theo lời kể của người dân trong khu phố, đã nhiều ngày họ không còn nhìn thấy ai ra vào ngôi nhà này. Nó gần như đã bị bỏ hoang suốt hơn một tuần. Nhưng không hiểu sao Uber vẫn luôn giao đồ ăn đến đây hàng ngày. Các đơn hàng đều được thanh toán nhưng không có ai xuống nhận. Shipper chỉ có thể để đồ ăn lại và rời đi. Khi vừa đến nơi, hai nam thanh niên đã vô cùng kinh hãi vì mùi hôi thối bốc lên. Phía trước sân là vô vàn đơn hàng thức ăn được giao đến. Thậm chí có những đơn chỉ vừa được ship trong ngày hôm nay. Một số túi đã bị khui ra và ăn mất, một số món ăn thì bị mốc mèo đến bốc mùi. Thế nhưng họ nhận ra rằng mùi của những thức ăn bị mốc này hoàn toàn không giống với mùi hôi xộc vào mũi họ khi họ vừa đến nơi. Vì quá tò mò nên hai nam thanh niên quyết định đi một vòng xung quanh ngôi nhà để kiểm tra. Vừa bước đến cửa, cả hai đã rất kinh hãi trước cảnh tượng mà mình thấy được. Trong bóng tối, hình bóng của một người đàn ông treo cổ tự tử đang lơ lửng giữa nhà. Cái xác vô cùng tím tái, bốc lên một mùi ám ảnh, có vẻ như đã chết lâu ngày. Lúc này, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu họ. Chủ nhà đã tự tử, thì ai là người đã đặt và thậm chí là thanh toán những đơn hàng kia? Cả hai sợ hãi đến mức sởn cả gai ốc, nói lắp bắp không nên lời. Họ vội vàng gọi cảnh sát đến hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Phía dưới đoạn clip được đăng tải, nhiều người cho rằng căn nhà đó đã bị ma ám. Chính hồn ma của chủ nhà đã làm nên những chuyện này, cũng vì ám khí quá nặng đã khiến cho thức ăn nhanh chóng bị mốc lên như vậy. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé!